Âm thanh của một trái tim bùng cháy đã vang lên, những khung cảnh xung quanh là bóng tối cùng với màu sắc lạnh lẽo của băng giá. Chiếc lò luyện với độ không tuyệt đối đổ sầm vào người của Kree, những chiếc gai băng khổng lồ mọc ra từ đây, tạo thành Rhea Blizzard. Rhea Blizzard vẫn giữ nguyên hình dạng cơ bản của Kree, nhưng thay vì tông màu vàng, anh đã chuyển hóa thành màu đen và khoác lên mình những chiến giáp của băng giá với tông màu xanh, liền mạch hơn hẳn so với hình dạng Kree cơ bản, bao phủ bởi màu xanh thẫm cùng với đôi mắt đỏ. Cánh tay của anh đã to hơn vì kết hợp cùng với đó là sức mạnh robot của Beastmaster Robot Phoenix đã tạo nên hình dạng hoàn hảo của Bree Blizzard. Ngoài ra, phần ống xả bên vai trái của anh cũng có biểu tượng được thay thế bằng biểu tượng từ ba người bạn của anh. Bree Blizzard mạnh hơn so với Blizzard Knuckle vô cùng nhiều. Tất cả những đòn tấn công của anh đều được hỗ trợ bởi băng giá, thậm chí cú đá xoay của anh cũng tuôn trào ra sức mạnh từ tuyết. Khả năng phòng thủ của anh cũng được tăng cao, trọn 3 đòn finish từ 3 tên Smart cực mạnh được hóa thân từ tế bào của Evolve, nhưng anh vẫn trụ vững. Khả năng tấn công theo diện rộng của anh cũng được tăng cao. Anh tấn công xuống mặt đất sẽ tạo nên cả một vùng băng giá, khóa chặt tấn công của kẻ thù cũng như giải thoát vòng vây khi anh bị bao vây bởi số lượng lớn quân thù. Đòn tất sát của anh sẽ gồm hai phần. Đầu tiên là Single Eye. Đòn tấn công này sẽ kích hoạt cánh tay robot, hóa nó thành một cánh tay khổng lồ được bao phủ bởi băng. Anh kẹp chặt kẻ thù và ép chúng vào tường, khóa chặt và nghiền nát kẻ thù bằng bàn tay robot. Đòn tất sát thứ hai, Dream Eye. Anh lao lên bầu trời để thực hiện cú Rider Kick. Không gian u tối chỉ còn lại màu xanh của băng giá. Anh bao phủ cú đá của mình bằng những hạt tuyết lung linh trước khi ra đòn kết liễu cũng như tan biến trong sức mạnh của bản thân.